Thưa quý vị, sau An Giang, Tiền Giang, Cà Mau đến lượt công an một huyện ở tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Cụ thể ngày 9 tháng 7 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn huyện này. Vụ việc liên quan tới bệnh nhân E, sinh năm 1989, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, mã bệnh nhân là 23677. Bệnh nhân này có dấu hiệu không khai báo y tế, khai báo không trung thực, E là tài xế giao tôm ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra dịch tễ cho thấy trước khi mắc COVID-19 từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 tháng 7, E thường xuyên qua lại giữa hai huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang và huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu. Đến trưa ngày mùng 7 tháng 7 sau khi thấy sốt, nghẹt mũi nên E ghé trung tâm y tế huyện Phước Long khai báo y tế và yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Đến ngày mùng 8 tháng 7, kết quả xét nghiệm RT-PCR của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cũng cho kết quả dương tính. Huyện Phước Long xác định có 15 trường hợp F1, 29 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Cơ quan y tế cũng đã tiến hành tiêu độc khử trùng một số địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện. Vâng, với những ai còn thờ ơ với sự nguy hiểm của Covid-19, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có nêu rõ tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 cho tới 5 năm và trên hết hành vi này làm tổn hại tới sức khỏe, tính mạng của chính mỗi người và cả cộng đồng nữa. Vì thế rất mong rằng trong cuộc chiến này, mỗi cá nhân hãy cùng chung tay với xã hội để chúng ta sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Xin được chuyển sang thông tin tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 17 tháng 4 đến nay thì thành phố chính thức vượt ngưỡng 10.000 ca mắc. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Cùng với đó thì 12 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ đã được kích hoạt để siết chặt việc người dân ra vào thành phố. Với mong muốn hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh lúc này gặp khó khăn. Những ngày qua thì rất nhiều địa phương đã chi viện nông sản cho người dân thành phố Hồ Chí Minh ở trong các khu vực cách ly hay là phong tỏa. Như quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, chúng ta nhìn thấy đây đều là số nông sản được nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp từ nhiều địa phương gửi tặng người dân Sài Gòn để cùng vững tâm chống dịch. Tính từ chiều ngày 8 tháng 7, hơn 2,5 tấn nông sản đã được thành đoàn Đà Lạt gửi tặng cho quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Số nông sản này được vận động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trước đó khoảng 5 tấn rau củ quả đã được lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt huy động để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh tại chương trình chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bắc. Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông cũng đã vận động được hơn 20 tấn nông sản xuống thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 và phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người dân vùng dịch. Sau chuyến xe nông sản đầu tiên, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện chuyến xe thứ hai với hơn 15 tấn lương thực, thực phẩm xuất phát vào chiều ngày 1 tháng 7. Tại Đắk Lắk, với sự chung tay của người dân, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm và đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk trong 3 ngày vừa qua, hơn 13 tấn rau củ quả đã được chuyển đến tay người dân ở những khu phong tỏa, bếp ăn từ thiện, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Dù đã được thông báo mọi nhu yếu phẩm sẽ được thành phố Hồ Chí Minh cung ứng đầy đủ cho người dân, Tuy nhiên trước lệnh giãn cách thì nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng thái quá. Để chuẩn bị rau tươi cho gia đình thì nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đua nhau đặt rau Đà Lạt về ăn. Đây chủ yếu là rau hữu cơ nên có giá khá là bình ổn. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình vận chuyển và bảo quản rau gặp rất là nhiều vấn đề và tại nhiều kho hàng thì rau ất đất chất đống ùn ứ, không giao kịp cho khách hoặc có giao đến tay khách thì chất lượng cũng không tươi ngon nữa. Chủ một cửa hàng bán rau online tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết rau từ Đà Lạt về đang rất chậm, không những bị lưu kho tới 16 tiếng đồng hồ mà việc vận chuyển và trả hàng rất là nhỏ giọt. Lý do được đại diện vườn tại Đà Lạt đưa ra là hiện nhu cầu rau xanh tại thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến, nhà xe quá tải rồi việc qua các chốt kiểm dịch cũng ảnh hưởng tới thời gian. Theo đó chỉ có tài xế có giấy xét nghiệm âm tính mới cho ra vào thành phố mà giấy chỉ có hiệu lực trong 3 ngày, dẫn đến tình trạng các xe chở nông sản bị quá tải rồi ùn ứ. Bên cạnh đó khi xe chở các kiện rau về đến thành phố thì shipper đến nhận hàng để phân tán đi các nơi nhưng hiện người dân đặt hàng qua mạng quá nhiều nên shipper cũng quá tải theo. Vâng, chúng tôi một lần nữa xin được nhấn mạnh rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh không nên quá hoang mang tích trữ nhu yếu phẩm bởi thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện luồng ưu tiên đặc biệt cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ chương trình bình ổn thị trường cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam có dịch bệnh đang phải thực hiện giãn cách cách ly xã hội. Phối hợp với các đơn vị vận tải chuyên nghiệp đặc thù như là Viettel Post, Vietnam Post, triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu cung ứng cho địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Quý vị hãy thường xuyên cập nhật danh sách chi tiết các địa điểm bán hàng, số điện thoại liên hệ mà Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh công bố. Hiện vẫn có hơn 2.800 chợ và siêu thị đang mở cửa mua bán. Thưa quý vị, trong trận chiến với COVID-19, vaccine được xem là giải pháp hiệu quả nhất. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các bộ ngành và đại diện các tổ chức quốc tế đã tham gia lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc. Theo đó, Việt Nam đã tiếp nhận 2 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ưu tiên sử dụng 1 triệu liều từ lô vaccine này. Mặc dù Việt Nam đã thành công trong việc ứng phó đại dịch COVID-19 kể từ năm 2020, nhưng do nguồn cung vaccine hạn chế trên toàn cầu, tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam còn ở mức thấp. Cho đến nay, chỉ khoảng 4% dân số được tiêm vaccine, trong khi số ca lây nhiễm đang tăng mạnh trong một vài tuần qua. Do đó, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine trên toàn quốc có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, kể từ khi lô vaccine đầu tiên đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 thông qua chương trình COVAX, đến nay cả nước đã tiêm gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với nguồn vaccine bổ sung sẽ mở rộng độ bao phủ tiêm chủng, tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Và vừa rồi là những thông tin của truyền động quanh ta. Còn ngay sau đây mời quý vị đến với câu chuyện thú vị về livestream bán nông sản mùa bóng đá đang rất sôi sục tại các làng quê với phần trò chuyện cùng khách mời đặc biệt trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành giãn cách xã hội, cuộc sống của thành phố sôi động nhất cả nước đã phải thay đổi để thích nghi với tình hình mới. Và trong số hàng chục nghìn lao động tại đây, những người bán vé số đã trở thành những người chịu ảnh hưởng đầu tiên và sâu sắc nhất bởi họ chủ yếu là những lao động nghèo, ngụ cư tại các xóm trọ. Vâng và xin được chia sẻ cụ thể hơn tới chị Quỳnh Hoa cũng như là quý vị khán giả. Trong căn nhà trọ gần chân cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, những người bán vé số ly hương ngồi ăn cơm chung, bữa cơm của họ giản đơn với nước canh, mắm trộn tiêu và chất chứa nỗi lo về cuộc sống thất nghiệp và dịch bệnh. Và ngay sau đây thì hãy cùng đồng thôn truyền động tìm hiểu về cuộc sống của những người bán vé số trong những ngày giãn cách tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn chục năm trước, ông Tiến đến đây thuê nhà cùng 5 người bán vé số khác. Dần dần gặp đồng hương ngoài đường thì rủ nhau về ở chung, chia tiền cơm cho tiết kiệm. Thời điểm đông nhất, căn nhà lên tới 43 người. Rồi nhiều biến cố, căn nhà còn 32 người bán vé số trụ lại. Đợt dịch này thì chỉ còn chưa tới 10 người. Bên là coi như đình chỉ chỉ thị 16 gọi coi đình chỉ nào không có thể mua bán gì được nữa. Từ khi dịch diễn biến phức tạp, nhiều người thành phố từ bỏ ước mơ sau 5 giờ chiều. Cả tháng vừa rồi, mỗi ngày từ 18 đến 20 tiếng ngoài đường, họ chỉ bán được từ 100 đến 120 vé là nhiều. Mới bán được mấy ngày này, giờ dịch tới nữa thì nghỉ đây. Chỉ nghỉ giờ, không làm, không có tiền bây giờ, cứ tao đâu nó tao giờ làm sao cũng đâu có nhiều qua được mà đâu nó đi số được. Ngày hôm nay, những người bán vé số lớn tuổi trong căn trọ này còn có ít rau, chút canh để ăn, nhưng những ngày thất nghiệp sắp tới họ cũng chẳng biết có cầm cự nổi hay không. Bảy con người, bảy số phận khác nhau nhưng đều mang chung một nỗi lo cơm áo gạo tiền chẳng biết rồi 15 ngày tới sẽ như thế nào không chỉ là hoạt động bán vé số mà hầu như là mọi hoạt động kinh doanh đều tạm dừng trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Và hôm nay mới là ngày thứ ba thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì những người lao động nghèo có lẽ là cũng không nên quá lo lắng bởi sớm thôi thì sẽ có những gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được khởi động và đưa đến tận tay của những người cần. Vâng và chúng ta thì vẫn nói với nhau rằng là một miếng khi đói thì bằng một gói khi no và chúng ta đều hy vọng rằng là gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của chính phủ và gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được trao tới tay những người bán vé số nói riêng và những người bị ảnh hưởng à, nói chung. Còn ngay sau đây thì nông thôn truyền động sẽ đến với tiểu mục cầm năng sức khỏe với một chứng bệnh về mắt mà tôi nghĩ rằng là những người có thói quen sử dụng nhiều điện thoại cần hết sức lưu tâm. Thưa quý vị, mới đây tại Trung Quốc, một nam bệnh nhân đã mất đi thị lực của mắt trái chỉ sau một đêm. Tưởng chừng như là không quá nặng nề, nhưng mà thật bất ngờ khi mà đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là anh ta bị đột quỵ mắt. Với bệnh này thì nếu như không phục hồi được lượng máu và oxy cung cấp cho võng mạc trong vòng 2 giờ, thì võng mạc sẽ bị phù nề, nhợt nhạt và teo đi. Lúc này thì dù có điều trị cũng sẽ không khỏi và sẽ bị mù loà vĩnh viễn đấy ạ vâng mà tôi nghĩ rằng cái căn bệnh đột quỵ mắt là một cái căn bệnh mà cũng có rất nhiều người chưa biết tới căn nguyên của căn bệnh nguy hiểm này lại bắt nguồn từ những thói quen của rất nhiều người trẻ như là chơi trò chơi trên điện thoại di động trong nhiều giờ liền vào buổi tối đến tận khi đi ngủ vâng đúng như là huy hoàng vừa mới nói thì nguyên nhân mà bác sĩ chẩn đoán cho anh bệnh nhân người trung quốc vừa rồi cũng chính là dùng điện thoại quá nhiều thời gian à, và đó cũng là nguyên nhân chính mà khiến cho anh bị đột quỵ mắt hay còn gọi là tác động mạch võng mạc và bên bệnh thường gặp ở những cái trường hợp mà chấn thương hay là thức khuya làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn đau nửa đầu vậy đâu chính là dấu hiệu sớm để chúng ta có thể nhận biết được căn bệnh này và phương pháp điều trị là gì hãy cùng theo dõi ngay sau đây triệu chứng Dấu hiệu chính của đột quỵ mắt là sự thay đổi về thị lực và hầu như luôn chỉ xảy ra trong một mắt và bạn sẽ không cảm thấy đau nhức. Ngoài ra còn có thể nhận thấy mất hoàn toàn hoặc một phần tầm nhìn của mắt, không thể nhìn với một bên mắt, tầm nhìn mờ hoặc bị bóc méo, xuất hiện điểm mù. Phương pháp điều trị Sau 4 giờ, tắc nghẽn có thể làm hỏng tầm nhìn của bạn mãi mãi mắt xa mắt bác sĩ sẽ xoa bóp mí mắt kín của bạn bằng ngón tay để đánh bật cục máu đông thủ công bác sĩ sẽ sử dụng một cây kim nhỏ để loại bỏ một vài giọt chất lỏng từ phía trước mắt của bạn điều này làm giảm áp lực có thể làm tăng lưu lượng máu trong võng mạc phòng ngừa để phòng ngừa đột quỵ mắt cần làm việc ăn uống điều độ bỏ thuốc lá rượu bia không thức khuya tránh mệt mỏi quá độ. Không ăn quá nhiều dầu mỡ, tập thể dục thể thao vừa sức, tránh béo phì, đề phòng bệnh cao huyết áp và mỡ máu cao. Nếu nhận thấy thị lực giảm hoặc có quầng đen, bạn cần đi khám chuyên khoa mắt kịp thời. Định kỳ khám kiểm tra mắt. Vâng thưa quý vị khán giả, loại đột quỵ mắt phổ biến nhất được gọi là tắc động mạch võng mạc trung tâm hiếm khi tầm nhìn của bạn có thể tự quay trở lại bình thường và nếu bạn bị tắc nghẽn ít nghiêm trọng hơn trong các động mạch nhỏ hơn thị lực của bạn có thể trở lại bình thường khoảng 80% Vâng và phút chính là khoảng thời gian mà được đo lường để tính trong việc cứu tầm nhìn của bạn sau khi mà bị đột quỵ mắt. À, bạn có thể là tránh chấn thương kéo dài nếu như mà các bác sĩ có thể xóa tắc nghẽn động mạch trung tâm và khôi phục lại lưu lượng máu trong vòng từ 90 cho đến 100 phút. Nhưng mà sau 4 giờ tắc nghẽn có thể sẽ làm hỏng tầm nhìn của bạn mãi mãi. Vì thế mà phòng thì vẫn hơn là chữa và hãy sớm bỏ đi thói quen chơi điện tử trên điện thoại vào mỗi tối và tập những thói quen lành mạnh như là cẩm năng sức khỏe đã khuyên cáo. Còn ngay sau đây thì hãy cùng với chúng tôi đến với blog du lịch với biên tập viên huy hoàn để khám phá lòng hồ trị an một trong những điểm đến dân dã nhưng vô cùng quen thuộc của tỉnh đồng nai